Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cựu giám đốc công an Quảng Trị Trần Đức Việt uống bia ôm gái có thể bị sởi tái. Mới đây, báo chí nhà nước đưa tin rùm beng về một ông cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị có tên viết tắt là TĐV. Ngay tờ báo lớn như tờ Tiền Phong cũng giật tít xôn xao clip một cựu giám đốc công an tham gia bữa nhậu phản cảm. Tờ báo này cho biết clip dài 1 phút 6 giây ghi lại cảnh một bữa nhậu được cho là có sự tham gia nhiệt tình của cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị và trưởng phòng tổ chức công an tỉnh Quảng Trị đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Ông Trần Đức Việt bên bia và gái. Theo clip ghi lại, bữa nhậu này có hai bàn tròn, khoảng hơn 10 người tham gia. Góc máy cho thấy người quay clip ngồi cùng bàn với người giống như cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị, đại tá TĐV. Đáng nói ông TĐV có hành động vít cổ cô gái ngồi bên cạnh hôn thắm thiết ngay trong bàn nhậu. Trong khi đó có hai cô gái đứng hát bài chòi, những người cùng bàn nhậu thì gõ nhịp hát theo. Một người đàn ông liên tục rút tờ tiền trên sấp tiền đặt trên bàn để đưa cho các cô gái. Người có tên viết tắt là TĐV chính là đại tá Trần Đức Việt, cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Truyền hình thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết hai người đứng hát bài chòi là nhân viên làm việc tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao Truyền thanh và Truyền hình Hội An. Bà Cẩm cũng nói rằng ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã yêu cầu nhân viên tường trình sự việc. Theo tường trình, bữa tiệc giao lưu đó diễn ra cách đây 6 đến 7 năm trước. Cả hai nhận lời mời tham gia với tư cách là cá nhân, do nghĩ tính chất cuộc giao lưu này lịch sự, đàng hoàng bởi được tổ chức tại hội trường của công an tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên khi tham gia thì thấy hình ảnh không hay nên đã chủ động xin về trước và từ chối nhận tiền cát xê. Nếu video clip này cách đây 6-7 năm thì nó rơi vào khoảng thời gian 2016-2017, tức là thời kỳ mà ông Trần Đức Việt đang là giám đốc công an tỉnh Quảng Trị. Vụ việc bị ém đến gần nấy năm, giờ đây được tung lên mạng là có dụng ý gì? Không biết hiện tình đấu đá hay trả thù như thế nào, tuy nhiên đây là đòn hiểm nhắm vào ông Trần Đức Việt. Hình ảnh được đưa lên báo Tiền Phong trong nước. Qua vụ việc này có thể thấy rằng người cộng sản họ không tin nhau. Có thể hôm nay nhậu chung vui vẻ, anh em, nhưng ngày mai họ lại tố nhau để tranh quyền đoạt lợi hoặc trả thù cá nhân. Họ có thể thu thập bằng chứng để dành sau đó cung cấp cho người cần, và đó cũng là một khoản thu không hề nhỏ. Ông Đỗ Hữu Ca từng là giám đốc công an tỉnh và khi về hưu thì ông này lại bị đánh. Đánh là để khui ra đường dây tội phạm mà trong đó ông Ca là một mắt xích. Khi đường dây bị hạ, nếu soi đủ sâu thì có thể sẽ có một số quan chức nữa phải ngã nhào theo ông Ca. Cuộc chiến trong nội bộ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay không còn là cuộc chiến cá nhân, mà là cuộc chiến của nhóm lợi ích này chiến với nhóm lợi ích kia để chiếm đoạt quyền lợi của nhau. Việc một clip đã quay từ rất lâu bỗng được tung lên mạng là không bình thường chút nào. Với lại, đánh một cá nhân không còn quyền lực thì đích đến không phải là cá nhân mà là một nhóm sau cá nhân đó, thường là như vậy. Ông Trần Đức Việt khi còn là giám đốc công an Quảng Trị. Lối đánh hiện nay là phong mẫu của Nguyễn Phú Trọng. Muốn đánh lớn thì khui ra từ sai phạm nhỏ nhặt nhất, hay muốn hạ tướng thì phải hạ tốt trước. Việc nhắm vào ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng theo con đường đánh vào Trịnh Xuân Thanh trước là cách đánh đặc trưng của ông Nguyễn Phú Trọng. Thường thì không ai nghĩ ở vị trí như ông Trọng lại soi đến vị trí rất thấp ở địa phương. Tuy nhiên, ông Trọng không phải nhắm vào những quan chức tép riu, mà ông chỉ là xử lý con tốt trước khi hạ con tướng mà thôi. Liệu việc tố ông Trần Đức Việt sẽ đi đến đâu? Chúng ta cùng nhau đợi sẽ rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin cựu giám đốc công an Quảng Trị Trần Đức Việt uống bia ôm gái có thể bị sởi tái. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Công an ngập ngụa trong tiền, y tế bị bỏ đói, phải chọc vòi vào túi dân mà hút. Theo nghị quyết số 70/2022 được Quốc hội ban hành vào ngày 11 tháng 11 năm 2022 về phân bổ ngân sách trung ương, cụ thể như sau: Bộ Công an được nhận 99.954 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, Bộ Y tế chỉ được vẻn vẹn có 7.467 tỷ đồng, tương đương có 311 triệu đô la. Tính ra ngân sách chi cho công an gấp 13,5 lần cho y tế. Công an lẽ ra là bảo vệ bình yên cho nhân dân, nhưng thực chất dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì họ không làm như vậy. Tội phạm kinh tế ngày một tăng, tội phạm hình sự cũng như vậy. Đời sống của người dân Việt Nam thực sự bất an. Số tiền khổng lồ đấy một phần không nhỏ dùng để nhập thiết bị quân sự hiện đại như xe bọc thép, xe chuyên dụng để phá sóng điện thoại, sóng 3G, 4G v.v. Mục đích là để dập tắt sự phản đối của dân nếu dân có ý định biểu tình. Hình ảnh nghị quyết số 70/2022 mọi người có thể vào xem ngân sách cho công an và y tế chênh lệch nhau đến như thế nào. Bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam là hại dân, vì thế họ biết họ không được lòng dân nên mới ra cường lực lượng bảo vệ cho họ. Ngược lại, ngành y tế có mục đích là chăm sóc sức khỏe cho toàn dân thì họ chỉ làm chiếu lệ. Cả Bộ Y tế chỉ chi ra khoảng 311 triệu đô la thì Bộ lấy đâu ra tiền mà chăm lo sức khỏe cho dân. Như vậy, ngành công an ngập ngụa trong tiền, trong khi đó ngành y tế thì lại đói tiền. Đây là ý Đảng, vì họ đã vì dân bằng cách bòn rút ngân sách đổ vào công an, còn y tế thì họ để cho ngành này tự tìm cách tồn tại bằng cách chọc vòi vào túi tiền của bệnh nhân mà hút. Sáng ngày 24 tháng 3, tại cuộc họp mặt báo chí quý 1, ông Nguyễn Thường Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế cho biết hiện đã cơ bản hoàn thành dự thảo thông tư quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám chữa bệnh công lập cung cấp, chuẩn bị báo cáo Thủ tướng trước khi ban hành, dự kiến vào tháng 4. Các bệnh viện được áp dụng mức trần giá khám bệnh mỗi lượt là 300.000 đồng, tiền giường nằm 3 triệu đồng một ngày, các mức khác nhau tùy thuộc vào bệnh viện, bác sĩ hay giáo sư v.v. và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Bộ Y tế của Việt Nam được chi ngân sách chết đói nên đã học cách hút tiền của bệnh nhân. Hiện nay các cơ sở y tế công lập áp dụng giá khám, tiền giường, dịch vụ khác nhau do chưa có khung giá từ Bộ Y tế. Cụ thể giá phòng dịch vụ từ 700.000 đồng đến 2,5 triệu đồng một giường mỗi ngày, mỗi đêm. Như Bệnh viện Bạch Mai, phòng 2 giường giá 1 triệu đồng mỗi giường, mỗi đêm. Ở Bệnh viện Đại học Y Khoa, phòng 1 giường giá hơn 2 triệu đồng mỗi đêm. Như vậy, giá giường nằm đề xuất trong dự thảo thông tư cao hơn khoảng 1 triệu đồng so với mức cao nhất đang áp dụng tại các bệnh viện công lớn. Ở một số nước dân chủ, chính phủ chi cho y tế cao hơn rất nhiều so với chi cho ngành cảnh sát. Nguyên nhân là họ trợ giá cho người nghèo khám và chữa bệnh tại các bệnh viện công. Mục đích để người dân tiếp cận được y tế giá rẻ. Còn với một số quốc gia phúc lợi thì họ có thể miễn phí y tế cho dân. Ngân sách của Việt Nam đã dùng rất nhiều tiền để công an mua xe bọc thép chống dân. Ngành y tế là ngành đòi hỏi nhân lực chất lượng, đào tạo rất tốn kém, nên lương của y bác sĩ rất cao. Tuy nhiên, dân vẫn phải trả chi phí y tế thấp, đấy là nhà nước vì dân thực sự hay sao? Tuy nhiên, với nhà nước Cộng sản, dù họ luôn nói vì dân, nhưng họ lại hút máu dân tàn bạo nhất, làm cho dân Việt Nam thật là bất hạnh. Ở chế độ này, người dân phải nuôi hai bộ máy nhà nước và bộ máy đảng. Người dân phải còng lưng làm việc và đóng thuế để nuôi đủ 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản. Ngồi trên cao, các quan chức thu thuế của dân thật đậm, rồi rót vào công an thật nhiều tiền. Vì công an thì bảo vệ đảng, còn y tế và giáo dục họ chi nhỏ giọt, vì nó phục vụ người dân. Ngoài ra, các quan chức thì nhau xa xẻo tiền thế của dân để tư lợi cho mình. Ở Việt Nam, người dân khổ trăm bề, không biết kêu cứu ai đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Công an ngập ngụa trong tiền, y tế bị bỏ đói, phải chọc vòi vào túi dân
mà hút. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.